Bà bị làm sao? Khớp rồi là đĩa đệm rồi là đấy, rồi bây giờ không có đi được. Đi là mon men thôi. Còn mon men mới lại đi. Đi đi có đi được không? Đi bằng cái ghế đó. À. À. Nhưng mà chị bị lâu chưa? Chục năm rồi. Ồ, vậy à, chục năm. Năm nay 6 mấy? Năm nay 64. À, 64 rồi. À. Thế là từ lúc 50 mấy tuổi là đã đi rồi. Ừ. Đây là chị Hường nhá, là chủ tịch của bộ trợ xã người khuyết tật của huyện Thạch Thành đó. Anh đấy, anh Vân đó là phó chủ tịch đó. Vâng. Hôm nay là đem xe lăn lên cho bà nhá. Vâng. Cái gậy. Vâng. Đau lắm. Đau. Đau từ ngồi cho đến hồi trên cái xe. Cái tay cũng khỏe không? Cái tay cũng khỏe không? Nói được. Tay cũng khỏe không? Rồi. Bây giờ bà thử ngồi lên xe lăn tí nhé. Chồng đỡ vào vào. Có đỡ được không? Được, bà tự cứ để cho bà ấy. Rồi. Bà ngồi sát vào, ngồi sát vào. Đây có cái rồi. Đấy, có cái bảo hiểm dây an toàn này đó. Đây này, ở dưới đây anh này. Tí gầm đó. Ừ, cứ thắt vào cho bà. Làm mẫu đi. Đây, bộ sắt. Vâng, đấy. Đây chú đẩy con bình. Đây là đỡ đỡ mày lên, cứ đỡ có bồng lửa có sắp xuống. Ừ. Tôi chặt cho mày. Anh nhá, hôm sau là xây cái bậc lên này để cái xe á. Nhưng mà nói luôn là hôm sau đi là anh đẩy từ dưới nhà xuống á, là mày đi lùi này này. Ừ. Lúc xuống phải đi lùi. Đi lùi xuống rồi bổ sắp một đấy. Ừ. Được không? Đi lùi. Đi lùi tay. Đấy, chụp người đập chân vào trong. Rồi. Quay ra cho. Rồi. Đây ra là bán được rồi. Lúc lên thì đủ được, nhưng mà lúc xuống là phải lùi. Rồi, quay lại để đấy bà ra đập, bà ra trước nhà tí nhé. Anh quay lại đẩy cái này. Đấy, chồng đẩy đây. Không đâu. Để bà lên chơi tí. Đấy, ra trước nhà tí cho thoáng. Không được mà, ai mà đi đâu đi mà. Công viên được mà. Kéo đến là đi ra là thoáng. Kéo đến để đi nhà văn hóa xem bà con đánh bóng. Nếu như là ngồi đó thoải mái không chị? Để cho lùi lại thì lùi. À, bà ơi, hôm nay á, là bên tòa giám mục Thanh Hóa, bên Caritas tòa giám mục Thanh Hóa cùng với hội bảo trợ người khuyết tật và mồ côi của huyện Thạch Thành, chính quyền của xã Thạch Đồng đến để trao cho bà chiếc xe lăn này nhá. Chiếc xe lăn này đây là món quà của hội bác ái Ai Lazaro tặng cho bà để thay thế cái đôi chân, để từ nay trở đi bà có thể đi ra ngoài, đi xung quanh làng cho nó thoáng nhá. Chứ lâu nay bà ở trong nhà đó không có đi đâu được thì nó cũng bức bí lắm. Cho nên là cái xe lăn này sẽ giúp cho bà di chuyển đi ra ngoài, đi thăm bà con lối xóm, thăm mọi người nhá. Vậy thì xin mời ông có đôi lời với các anh nhân của Khai Thác Sinh Hóa mà. Cảm ơn. Tôi trước là tôi thay mặt cho gia đình, tôi là xin cảm ơn tất cả các ông các bà. Vâng. Cảm thấy là về điều kiện hoàn cảnh gia đình tôi cũng khó khăn. Vâng. Mà vợ tôi thì bây giờ cũng hết tuổi lao động rồi. Vâng. Mà coi như là bị bệnh tật mấy năm nay rồi. Vâng. Mà gia đình tôi là cũng gia đình đặc biệt. Vâng. Cũng là tôi đang thờ hai là chị. Ồ, gia đình đặc biệt. Vâng. Không có còn cái gì nói hết. Vâng. Trước nữa là xin cảm ơn tất cả. Vâng. Các anh các bác. Vâng.
còn thế. Và tôi cứ mong rằng là vợ tôi bây giờ cũng không có đi, có đi viện cũng không làm được chế độ. Vâng. Nếu như mà ở trên mà cố gắng mà giúp đỡ hoàn cảnh gia đình tôi thì tôi cũng xin cảm ơn. Vâng. Vì gia đình tôi là cũng là hiện tại gia đình là đặc biệt. Vâng. Và hiện trời là tôi đang thờ hai liệt sĩ, vâng. Một liệt sĩ, một quân liệt sĩ. Vâng. Năm nay vợ tôi, nếu như tôi khai đúng tuổi ra thì tôi vợ tôi là ông bằng tuổi nhau. Vâng. Nhưng bây giờ tôi khai sút đi thì tôi lấy thân vợ tôi. Vâng, thân được cái tuổi rồi. Vâng, thì hôm nay thì vâng. Cũng cố gắng là trao đổi lại cho việc giúp đỡ gia đình. Vâng, thì xin ghi nhận rồi hết lòng cảm ơn quý ân nhân của hội bác ái Ida Zoro đã tặng cho bà chiếc xe lăn này. Thì xin Chúa chúc lành và trả công bồi hậu cho tất cả quý ân nhân. Xin cảm ơn và chào ông nhá. Chị có thấy phấn khởi không? À. Nhận được cái xe đi chơi được không? Rồi rồi. Cảm ơn chị nha, chị cố gắng khỏe để lăn xe đi chơi với bà con nhá. Rồi. Nhớ là nếu mà để trên nhà cùng với lại bác Nhất chủ tịch hội khuyết tật huyện, cùng với đại hội khuyết tật xã và các trưởng thôn cũng như là đồng chí chủ tịch mặt trận xã cũng cùng về đây là có quà của cha và bác Sơn và bác Mục Thanh Hóa để có một cái xe. Xe kia là xe mua của Minh. À, xe bác. Ờ, xin báo với gia đình bác Việt ấy. Hôm nay thì được các cha và các sư lãnh đạo huyện cũng như lãnh đạo địa phương ở hội khuyết tật xã nếu có quan tâm trong quá cả một cái quá trình trong cái hoàn cảnh mà đối với gia đình anh thì theo những cái đề xuất của hội khuyết tật trẻ mồ côi xã thì được tòa giám mục tỉnh Thanh Hóa chúng ta quan tâm là hỗ trợ cho bác một cái xe lăn để giúp cho anh có một cái điều kiện này thì hôm nay thì cũng nhân cái dịp Tết đến xuân về tòa giám mục các cha và các sư lãnh đạo huyện cũng như là lãnh đạo địa phương đến gia đình để trao một cái phần quà và một cái xuân yêu thương giúp đỡ cho anh có thêm một cái động lực để cùng với gia đình cùng với cảm ơn cha các sư dân. Cảm ơn chính quyền. Vâng. Chưa anh bị lâu chưa? 9 năm rồi. 9 năm nay rồi. Ồ vậy à. Rồi bị tai biến đấy nhỉ? Vâng. Ừ. Thì không có đi lại khổ. Không làm được cái gì cả. Vâng. Ừ. Không những không đi lại được mà là không làm được cái gì. Vâng. À. Rất chính vì thấy cháu anh nhỏ và cháu là còn nhỏ. Được. Thấy anh khổ như vậy cho nên là hôm nay bên tòa mục với lại bên huyện thì xã đây đến tặng cho anh cái xe lăn này nhá. Và thì bây giờ anh Hùng anh thử đứng lên để anh lên xe coi. Cứ để anh tự coi, anh tự nhận. Không ai đẩy. Từ cháu đẩy. Rồi, rồi thì anh cứ ngồi đấy rồi cháu rồi hôm nay có các sơ đẩy nhá. Rồi anh cứ ngồi thoải mái làm sao thì ngồi sát làm sao. Rồi bây giờ mới đặt cái chân nó lại. Rồi. Đấy. Rồi. Rồi hôm nay thì anh có vui không? Vui chứ nhỉ? Rất là cảm ơn. Ừ, rất là cảm ơn đúng không? Rồi. Chính quyền, cháu đấy là bữa khác còn hôm nay là có sơ nhá. Hôm nay là ưu tiên cho sơ nhá. Rồi hôm nay không có sơ thì để có cháu nhá. Hôm nay con được vinh hạnh được cho chú đây. Khóa xe lại. Rồi đấy. Đây á là cái xe của một vị ân nhân ẩn danh của Caritas Thanh Hóa nhá. Tặng cho anh như là món quà Tết. Nói chung là cảm ơn các sơ, cảm ơn cha. Các thanh nhân, cảm ơn chính quyền xã. Rồi, rồi tất tần tật đúng không? Vâng. Rồi chúc cho anh năm nay ăn Tết thật vui nhá. Vâng. Rồi. Được con đẩy đi chơi. Để con nó đẩy. Rồi. Con lọ về xe về. Rồi con có biết dùng xe lăn chưa? Đấy, đây này, bố lên xuống là có cái khóa đó đấy nha. À, chắc 9 năm thì cũng quá quen rồi đúng không? Biết rồi. Vậy thì hôm nay á thì cũng là Tết đến rồi cho nên là cha lại không những là xe lăn mà cha lại lì xì cho anh một cái
cảm ơn một một cái tiền lì xì năm mới nhá. Ô chứ 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 nãy giờ không biết không nãy nãy một thanh hóa đúng không? Đúng rồi, cha đây là cha thường, cha thường đây là cha thường của toàn mục thanh hóa nhá. Vâng, chưa biết nhưng bây giờ biết, à bây giờ thì biết, cũng chưa chưa muộn đúng không? Bây giờ biết thì cũng chưa muộn. Rồi chúc cho anh với gia đình ăn Tết thật vui nhé. Vâng, 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 đấy. Ông rất sơ nhá. Vâng. Anh Hùng biết rồi. Hôm nay thì cũng Tết đến xuân về, vâng. Cũng thay mặt cho gia đình, thay mặt cho lãnh đạo địa phương, Hà Quang Tuấn, thay mặt cho lãnh đạo địa phương, chúc Tết thì xin cảm ơn cha, các sư, chủ tịch hội của huyện. Hôm nay thì với một cái Tết nhân ái, Tết xuân về thì đây cũng là cái rất quý cho địa phương và cũng cầu chúc cho cha, các sư và các đồng chí lãnh đạo huyện có nhiều sức khỏe hơn nữa và tiếp tục là quan tâm đến địa phương xã Yên Mỹ. Bởi vì báo cáo với cha là đối với Yên Mỹ các cái đối tượng thì cũng rất là nhiều, trong đó thì có hơn 140 là gia đình có công với cách mạng. Vâng. Và Tết năm nay ấy thì 2024 thì qua giả soát tại địa phương xã Yên Mỹ hiện nay là có trên 150 đối tượng thuộc cái diện hộ nghèo, đối tượng là cận nghèo và cái gia đình đặc biệt khó khăn như gia đình bác Việt đây. Báo cáo với cha thế nên là hiện nay thì ngoài các cái tấm lòng, ngoài các cái quà được cha rồi lãnh đạo huyện quan tâm thì còn lại địa phương là vẫn tiếp tục là vận động nhân dân với cái tấm lòng là thương người như thế, thương thân, và cũng với cái Tết nhân ái, Tết xuân về thì cũng sẽ có tất cả mỗi cái đối tượng có một phần quà nhỏ nhỏ giúp cho người nghèo là không được, và tất cả các đối tượng thì đều có Tết. Và một lần nữa hết lòng cảm ơn anh Hùng, chủ tịch mặt trận xã Yên Mỹ, rồi chị Hà bên hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi của xã, và anh Nhất là huyện hội nhá, đã đồng hành cùng với Cà Sát Sinh Hóa hôm nay đến đây để trao xe lăn cho anh Việt nhá. Chúc cho tất cả các anh các chị gia đình được có một cái Tết sum vầy. Cảm ơn. Cảm ơn bác Hùng nhá. Rồi và xin hết lòng cảm ơn vị ân nhân ẩn danh đã tặng cho anh Việt cái chiếc xe lăn này. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.